Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 10 top cần post nào bạn. Đến từ sự kiện sàn Binance và CoinMarketCap nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn đăng ký tên tài khoản trên sàn Binance các bạn và KYC. Sau đó các bạn đăng ký một cái tài khoản trên CoinMarketCap nha các bạn. Sau đó thì các bạn vào link sự kiện này các bạn. Thì có 3 link gửi vào link sự kiện đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm Black CoinMarketCap N các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục Beta. Rồi các bạn bấm vào mục Endeavor các bạn. Rồi chương trình này góp này còn 9 ngày nữa kết thúc nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào Getta nè các bạn. Rồi bấm vào mục Lemon nè. Rồi các bạn bấm vào mục Top Quiz nha các bạn. Sự kiện luôn nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn bấm nút Ta nè. Rồi các bạn nhấp vào Tôi Không Phải Là Người Máy nè các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp nha bạn. Rồi các bạn bấm vào mục đầu tiên nè, I am free nè. Rồi bấm Z nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên của cái cáp nha các bạn. Rồi bấm gỡ nè. Tiếp tục thì các bạn điền là UID trên sàn Binance nha bạn. Thì các bạn mở lên sàn Binance của mình ra nè. Các bạn nhấp vào mục wallet nè. Ấy cái mục avatar của mình chứ các bạn copy UID mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gọi link form nè các bạn. Rồi bấm gửi nè các bạn. Rồi thì đáp án mình có để dưới phần link mô tả video cho các bạn nha các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn chọn add the book nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền vào giúp mình là cái chữ FOC nha các bạn. FOC. Rồi bấm net nha bạn. Rồi câu số 3 thì các bạn bấm I am a book nha bạn. Câu số 4 cũng vậy luôn. Câu số 5 cũng vậy luôn nha bạn. Câu số 6 thì các bạn chọn Binance Smart Chain nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên chocolate của mình nha các bạn. Bạn sao chép nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit nè. Rồi sau khi submit xong thì các bạn lướt xuống đây nha các bạn. Các bạn nhấp vào Tôi Không Phải Là Người Máy nè. Các bạn bấm submit form nè. Rồi để chữ thank you for checking là xong các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 top cần fold đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo được nhé.